Cái chiều mặt tiền này của mình là được mấy mét này anh? 11 mét đấy. 11 mét Dạ. à? Sâu sâu được bao nhiêu anh? Sâu 15. À, sâu 15 mét. Anh bật cho em cái đèn chùm rồi đi. Chỗ này là phòng khách với phòng ăn là ở nửa dưới. Ở trên này là hai phòng ngủ của anh. Và đấy hai phòng À, ngủ trên là cũng hai phòng ngủ. và thiết kế đúng theo kiểu hiện đại đấy nhé. Vâng. Của mình tương đối là đẹp. Anh ra chị áo đã đam mê âm thanh cổ phết rồi này. Sơn Hai xui em đi ấy à, mua mãi ấy Sơn xui với Chio mua đâu à? Cương mua Audio hay là mua tại Nam Định. Nam à, Định Nam Định à? Nam Định mua chỗ nào anh? ở Chỗ Yên đường anh Trường ạ. Chinh nhá. À, Yên à? Vâng. À, đam mê âm thanh cổ. Đôi Sơn xui được của anh bao tiền đi? Cái này rẻ mà mấy triệu ạ. À, chỗ này bát 30 chứ nhỉ? Và bắt 30. Và không hẳn là làm, tại vì là em này thực tế là em đang làm cái kênh YouTube chuyên giới thiệu về nhà. À. Và đấy, cho nên là cứ đi sưu tầm về để đăng lên kênh. Và Bác cứ gõ vào kênh Đời Sống Việt là ra kênh của em, Và là sẽ có nhà mình ở trên đấy luôn. Kênh của em được gần 30.000 người đăng ký rồi. Vâng. Nhà nó có bản vẽ, nó bố cục nó khác ngay, nó không lủng củng như những cái nhà mà tự thiết kế. Nó hài hòa hơn. Mười 11, 15 là vào hơn 100 mét thôi mà nhỉ. Vâng, Hơn rộng 100 mét lắm. sàn mà rộng lắm. Ô cầu thang này em phải đến 3 mét anh nhỉ. 2 mét mấy 3 mét. Phòng ngủ này là khép kín luôn đúng không? Đứng chưa đất xong em. À, Đây xong cỏ này nó mới đi. rất là hiện đại. Đây, phòng khép kín này. Công tác này hình như nó bị đảo. Vâng, đảo chiều. Đây, cái vệ sinh chung là bên này đúng không? Vâng. Vệ sinh chung bên này. Mình có cái sân đằng sau này rộng nhỉ. Vâng. Em làm chưa xong. Và đây là phòng ngủ bên này hút gió nhỉ. Vệ sinh chung. Trên là tầng 2. Tầng 2 là một cái sảnh chung, Và một phòng thờ, ba phòng ngủ nữa đúng không? hai phòng ngủ, Hai phòng ngủ, phòng giải trí. Phòng giải trí. Quán này của bác cân đến thời điểm hiện tại là bao tiền đấy nó 2,5 tỷ. bác? Và nội thất thì của bác nó nhiều, nó mình tập trung một cái nội thất nó nhiều. Thì cơ bản là
Mình dùng máy tính. Đúng rồi. Thì khép kín này nó rất là tốn. Bỏ cái nhà 8 MD là đỡ được mấy chục triệu. Này là mình có cả thiết kế về nội thất luôn đấy chứ nhỉ? Và nó mới được đồng bộ lên như này đúng không? Vậy cái tiền bản vẽ này mất nhiều không anh? Vẽ 80 triệu. 80 triệu. Là cả nội ngoại thất luôn. Và thế cái bọn nội thất ví dụ những cái này thì nó về nó làm cho mình luôn à? Vâng. À. Ê, phòng này phòng giải trí đây. Bác cũng chẳng làm cái gì liên quan máy tính à? À, dân công nghệ. Thì là bàn phím các màu như kia là biết rồi. Cây có quả cây cũng rất là khủng. Trên này cũng hai vệ sinh đúng không? Vâng. Một chung một riêng. Hầu như là mình chỉ sử dụng cái phòng chung kia thôi. Phòng riêng này thì đấy, hẳn riêng một sân chơi cho siêu nhân đây này. Con trai à anh? Vâng. Thì nào lắm siêu nhân này. Siêu nhân người nhện. Cái sảnh dưới này sao đang làm thì lại dừng? À, bạn thợ ra này có thể nghỉ. À, thợ nghỉ. À. Mình chuyển về lâu chưa anh? Về, bác bật cho em cái đèn này tí. Về được. À. Cái này là tổng thể lên cái sân vườn nữa nhỉ? Yeah. Sân với cái sảnh bên này xong nữa thì nó lên, nó rước tổng thể lên, nó mới trông nó mới mê ly được. Những cái kết cấu của bác, những cái hiên treo ở bên ngoài cũng rất là đẹp. Những hiên treo bên ngoài rất là đẹp. Và cái treo này mình đổ ra hẳn này mà nó không việc gì nhỉ? Vâng. Cái này nó phải ra tới 1,5 m à nhỉ? Yeah. Cả viên của nó phải 1,5 m đấy nhỉ? Yeah. 1,4 m, 1,5 m. Thiết kế rất là đơn giản. Nhưng ăn nhau có màu sơn này này. Màu sơn nó nổi. Nhà bác mà lên cái cổng với vườn nữa thì mà đất là cây. Dưới phủ lý khoảng chục cây. Và em làm lắm, trò lắm. Vâng. Vâng.